Còn bây giờ thì quý vị hãy chuẩn bị mở kênh VTV6 để sẵn sàng thưởng thức trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày hôm nay sẽ chỉ bắt đầu sau đây khoảng ít phút nữa mà thôi. Trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng có phong độ thuyết phục nhất tại giải năm nay. Họ đang là động lực để nhiều người dân Hà Tĩnh dậy sớm ra xếp hàng ở những quầy vé. Trải qua 4 trận đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính là đội bóng duy nhất chưa thua một set đấu nào. Ngoài thành tích ấn tượng này, một điều tích cực nữa chính là việc những cầu thủ trẻ cũng được trao cơ hội. Trong trận bán kết tới đây, với những cầu thủ có phong độ cao như chủ công Trần Thị Thanh Thúy, người đã ghi được 30 điểm sau 2 trận đấu và một Bùi Thị Ngà đang trở lại với hình ảnh của một phụ công hàng đầu sau khi bình phục chấn thương, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi một chiến thắng trước câu lạc bộ Tứ Xuyên để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Liên quan tới trận đấu này, các khán giả Hà Tĩnh đang rất háo hức chờ đợi. 8 giờ sáng mới là giờ mở cửa bán vé các trận đấu ở vòng bán kết, nhưng từ 5 giờ sáng đã có hàng dài người xếp hàng chờ đợi mua vé. Hôm nay tôi dậy từ lúc 4 giờ 30 mà xếp hàng đây là 5 giờ. Bây giờ là có vé không thấy. Lúc nào cô cũng háo hức để chờ đợi để xếp hàng để mua cho được cặp vé để cho hai vợ chồng đi xem. Đối với các khán giả không mua được vé thì có thể thưởng thức trận đấu bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Tứ Xuyên trên kênh VTV6. Trận đấu được tường thuật trực tiếp vào lúc 20 giờ hôm nay ngay sau bản tin này. Và diễn biến của trận đấu này cũng sẽ có trong chương trình Chào buổi sáng ngày mai. Kính mời quý vị